Vật lên ăn cắp Phật 80, thủ có ngon. Ủa gì vậy? Có rất nhiều anh em nói Bill là thử cây áp Phật 90, áp Phật 80 đi. Thì Bill mới mượn được cây áp Phật 80 thôi anh em. Thì cái lúc trải nghiệm á, Bill thấy cái cây này á đập rất là ngon, đập cái cầu rất là cắn và có độ nặng và đi rất là nhanh. Bữa Bill trải nghiệm cây này là đánh đôi. Mới thời gian đầu á là khi Bill quơ cái vợt á, nó hơi bị chậm nhịp một tí xíu, thì cũng hay quơ bị đi ra ngoài, với lại thủ nó không có được chính xác lắm. Với lại thủ không có kịp cầu. Sau một thời gian Bill đánh thì khoảng mười mấy trái á, rồi bắt đầu Bill mới quen được cái lối thủ này thì bắt đầu Bill thủ được. Nhưng mà đối với Bill thì Bill thấy thủ nó hơi nặng một tí xíu. Người ta đập á, Bill thủ lên á thì nó lại cái cầu nó không có đi được sâu mà nó hơi lở lở. Còn mà về phong cầu thì rất ok nha. Khi phong trái cầu á, dùng rất là ít sức nhưng mà vẫn đi cuối sân. Thì Bill có hỏi cái anh đang đánh á, theo cảm nhận của ảnh là một cái vật